có duyên gặp lại em này các bác nhé. Đây là chiếc đẩy roi sao của Nhật, một chiếc đẩy mili cho chất âm rất là hay, chơi rất là khỏe. Anh em cứ tự tin kéo với cặp loa bát 25 thoải mái nhé. Roi sao AP70 đây, quay đằng sau cho anh em xem. Chiếc này thì nó khá đặc sắc, cho đây em tháo nội thất cho anh em xem. Đấy, AP70 70W. Đấy, made in Japan thì 100V. Em này thì anh em nào mà hiểu chút về kỹ thuật thì nhìn ruột rất là thích. Tại sao mà một cục đẩy mà vừa rồi mình ghép với cả cặp K37 này tiếng nó hay như vậy. Đánh nói thật các bác là nó còn hay hơn một cơ số dòng Amly nhá. Và với cái tầm giá của em này chỉ hơn 2 triệu thôi thì phải nói là nó quá xứng đáng để chơi. Anh em nhìn hệ thống cái tụ lọc rồi nguồn này rất là gấu. Đấy, nguồn xuyến cực kỳ gấu luôn anh em nhé. Anh mình chạy 4 so than đây. 1, 2, 3, 4. Nhìn linh kiện dày đặc, rất là chất lượng. Nhật xịn. Ngày xưa bán rất là nhiều những cái dòng này, cách đây khoảng hơn chục năm ấy, nhưng mà lâu lắm rồi, rất là lâu rồi không về. Lay về được, em xinh xinh này, rất là thích. Hơn 2 triệu, nhật xịn. Em đẩy này nó sẽ có volume, có bơ lăng, tức là cân hai loa này. Anh em chơi nó rất là đặc sắc, tiếng ránh cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay nhá các bác nhá, tiếng vừa sạch mà âm sắc đâu vào đấy luôn. Đấy. Anh em quan tâm thì liên hệ với shop nhá.